Rồi nhà bữa nha. Nay bắt ớt rồi. Bữa nay làm món mới nha ơi. Thì trong thời gian qua thì mình cũng không có ra video được vì mắc đi làm không cả nhà. Thì hôm nay hộp tem là đi kiếm kiếm ớt một ngày coi. Lâu lắm mới mình bắt ớt bạ cả nhà, bắt theo đường kinh này. Lâu lắm không ra video cả nhà ơi, mình không có thời gian cả nhà. Còn vô cho má nè. Ông hả? Ổ không thấy ổ không? Chút xíu nữa năm bị vậy vậy. Phát hiện nữa hả? Hàng nó bự không? Có lan là gọi nữa rồi. Hàng nó bự không? Đâu mà mình đứng mình xé. Thấy dấu không? Có, vô nè. Coi chừng nó nhảy ra. Đứng mình xé đi chúi đậu. Đào đi. Ê. Chưa có nhảy. Đứng nhảy ra. Coi chừng gắn mối nhá. Dấu không? Thà có. Cái gì đụng mà thụt tay vậy? Trời ơi giấu đi kìa, từ đó qua đây luôn nè. Nó bị sâu lắm. Chỗ này nó nhảy hoài à. À chỗ này lý tưởng lắm mà, êm lắm nè quý bà. Đừng ai kiếm trước là êm à. Này ít ai kiếm, kéo không kéo thôi. Giờ kéo đâu được, hang nó vô hang hết rồi. Tháng này vô hang ngủ hết. Trước đi qua đây cắm câu lần nụ nữa. Ở đây nước lớn cắm câu đã lắm nè nè. Đợi tôi cắm hay nước kém cắm nụ cũng được mẹ vậy nó không ăn. Nước nhảy nho nước ngập ngập mà cắm đã lắm. Không ghế trời này luôn đây. Còn có lấy len đi xà ben đi theo là thua đó, đường này. Đu sâu quá mà. Hang chuột cái gì cố rồi. Nãy không coi dấu đàng hoàng có. Có dấu vô rồi. Ớt bây giờ con đáng con đó nè. Tháng này coi chừng dạch cho ông nha. Kỹ nhúc đi. Đường này bằng nhiều lắm à. Dính chưa? Ê Quang. Dính rồi. Ông lên trên đây nè. Trời biết lắm, nó có hang ngoại lên. Một con đầu tiên cả nhà. Dính nó chụp dính rồi. Trời ơi. Rồi mở hàng cũng quá thành công cả nhà, vừa bước xuống là vừa có ớt cả nhà. Nó nhảy hang từ hang trên nhà nhìn nó nhanh tay á, tưởng hú chứ. Nhầm khi hai con nha. Tay tao làm gì thọt vô. Hết rồi. Có hai xuống lên đó. Một con đưa lên. Dạ, bự lắm cả nhà. Hết rồi. Rồi, một con nè, đầu tiên cả nhà. Đi đó giống đi chà bá đó. Ngồi đây nè. Rồi, mở hàng quá thành công cả nhà. Đi ruộng nhảy hoài à. Rồi hai người đi bên kia hả? Dạch bên kia. Quay qua thấy cái len này, yêu thấy cái hang. Nó ngon quá. Rồi mở hàng rất là êm. Thiếu ruột cả đó. Rồi đi tiếp cái nhà thì mình thấy mình quay tiếp cho cả nhà xem chỗ nào không có thì chiều cường cũng tắt máy mới cả nhà. Rồi chia nhau qua bên kia hai người một người gì đó, bên đây dạch người để kiếm dấu cả nhà. Thì tháng này mình kiếm dấu ớt, dấu giò nó đi lên đi xuống cả nhà. Nó nhầm khi nó ngủ trong hang không à. Chỗ đó êm nó nằm. Chỗ bụi gán á. Mới đào cái góp gãn cái dính con liền. Quy hoàng. Thấy không? Đây, bên đó êm lắm mà tại bụi gặm nhiều quá. Coi chừng nó nhảy xuống năm ơi. Quá rồi, dấu đi quá trời cái nhà mà bụi gặm nhiều quá. Coi chừng ông ấy. Nữa hả? Vô hang nữa hả? Thôi chắc Chiêu Cường cũng lội nước quá. Để cởi quần dài ra lội nước đi qua bên kia mới được cả nhà. Gì vậy? Ớt nhảy. Trời nhảy xuống sông luôn rồi. Ồ. Con này đâu đâu đâu? Dính nữa rồi cả nhà ơi. Đâu. Dính nữa rồi cả nhà ơi. Trời lia lịa luôn cả nhà. Mới xuống có khoảng chưa được 10 mét nó hai con rồi. Đó rồi. Nè, cả nhà. Trời con nữa cả nhà ơi. Hai con. Nó không sợ luôn rồi.
Con này hơi nhỏ hơn con trước. Năm thấy lắc đầu luôn rồi. Cầm dữ vậy. Biết ai đi dưới người á trời chụp á chứ đừng lên dạch hết. Hai con cả nhà. Hai con cả nhà ơi. Ê quá. Mới xuống liền cả nhà. Vô đầu ngay cái quần luôn rồi. Ngay quần hả? À, bây giờ Vinh đang phát hiện một con đang vô trong hang nữa cả nhà. Ngay cái quần. Nè đang đào ở đây mà quan chụp bên kia nữa cả nhà ơi. Ớt đây nhiều lắm. Ớt nhiều ở đây. Quần nào cũng được đó. Sâu không? Hang sâu không? Hang cả mà. Ba cái ghế chạy vô không? Ghế sậy. Hang ớt. Thấy một người dưới đợi anh Năm ơi. Để tiếp nhau chụp á chứ không thôi nó lặn mắt. Cây luôn rồi. Hang bự không? Ồ, hang nó đây nha. Nó vô nó o luôn. Ngay ghế, ngay ghế. Hang ếch nó không có được sâu nhiêu đâu, sợ hang chuột quá. Coi chừng nhảy hang. Ui. Hai cái hang trời. Đào cho nó bứt cái ghế đó kìa. Tới tháng 10 nó ra. Ui hang sâu lắm. Sâu quá không? Sâu lắm. Ếch này ếch bự. Ếch này ếch già. Ếch già mới vô hang được. Đúng không? Ớt hàng, ớt ở đây à? Ớt ở dưới hàng gốc đó đó. Ồ, không lấy xà bèn đi là hơi khó đó, vô hàng. Ủa, mấy hàng là bỏ rồi. Ừ, vô hàng không uổng lắm. Mà hàng nó luôn luôn ớt bự không luôn á. Vô cắm câu ở đây được. Nó phá lắm. Đây phá không hả? Vô cái cắm nhỏ, không lấy giấy hết trơn. Hai người kia đi tuốt ngoài kia cả nhà, đang đi kiếm bạ, còn mình với Vinh gặp hang này phải đào cái. Thấy dấu nó quá trời luôn, nó đi đâu nó. Nó vô hang này dữ lắm. Rồi chẳng nhảy ra. Nó dầm gì đây vậy? Chà bá luôn cái nhà sâu quá. Biết. Này hang chuột hồi xưa. Nó vô sâu quá cái nhà. Hai người ta thành gì đắng bù yêu kìa. Đó, hai người đang thấy gì, đang thấy dấu gì nữa đó. Kiến nẹo quá trời. Dính này, dính. Dính. Wow, đưa lại cái Dính. Ôi. Dính không ơi. Con nữa rồi. Ba con cả nhà. Hết rồi. Hang mới ra nha. Ôi, nó mập. Wow. Rồi đi tiếp cái nhà ha. Hang mới ra đó. Ba con. Một phút 30 giây, ba con. Thì nếu mà clip này đi kiếm khá dài thì Triều Cường làm 2 video nghe cái nhà. Tại vì đi kiếm cũng vòng vòng xa lắm cái nhà, quay cũng rất là nhiều thời gian luôn cái nhà. Thì Triều Cường cũng để chia 2 video đi để cả nhà chờ đón xem tập cuối nữa ha, thành quả như thế nào. Đây Năm phát hiện một hang nữa nè. Thì bây giờ ba con đó. Hai con thấy dấu ở đây nữa nè. Đi nữa rồi. Bây giờ vô hang dữ lắm. Hôm nay mình đi có 4 người thôi cả nhà. Thì ông ba ổng đi làm rồi. Phải có ông ba nữa. Cha đi làm rồi. Ổng đi làm phải có ổng nữa mới êm nữa. Ngay gốc hả? Đó, mình bây giờ tháng này là mình không có giống như thời trước đâu, nằm ngoài đó đâu. Ừ, nó vô hang hết cái nhà. Lúc trước mình đi kiếm nó đâm thì nó dễ, nó nhanh lắm. Bây giờ phải đào rất là lâu cái nhà. Thì, đúng gì thành ra video á mình làm 2 video đi. Mình đi khá xa luôn á.
Hiện tại giờ cũng 8 giờ mấy cái nhà mà mình đi không biết tới mấy giờ đây. Dỗ dọ đi đó hả? Coi nữa, coi hang, có hang là nó. Tới. Tới chưa Năm? Tới 12 cây nằm hai bên. Phải mình đem cái cù móc đó Năm. Không có làm hả? Ờ tháng này phải có cù móc để theo. Như móc hàng cua vậy. Nãy Vinh nó đào đào chút là đụng nhảy ra luôn à. Không có quá. Dạ. Không có đây. Không có hả? Lên mà. Hết hang hả? Ở đâu? Dấu lên đụng ngọn thêm hang nữa mà. Ừ. Lạc hang không? Hang rồi đó. Ngồi vậy. Quang không lên rồi. Với Hùng Linh lại bắt được con rồi. Ơi bỏ đi. Hết hang bỏ. À, hàng này không có cả nhà. Giấu quá trời mà nó ra rồi. Quang phát hiện hang bên kia hang nữa. Bây giờ Quang nó đi đào bên kia cả nhà. Quang liệu nó chạy qua bển. Nó phát hiện vô bụi chuối cả nhà. Đó, ngay bụi chuối đó đó. Hang sâu quá thì bỏ quá. Rồi, hang quan liệu sâu quá nó bỏ cả nhà. Sâu quá trời sâu rồi. Cái ếch đó ếch bự mà nó sâu quá. Rồi đi tiếp cả nhà. Sâu quá trời. Trời dưới Năm dạch dạch sợ nó nhảy xuống á. Coi chỗ gốc gán á. Đi tiếp. Dính con nữa. Trời ơi, nằm ngoài trời gì hết hả? Chuột hay thiệt, dính con nữa bơi. Con thứ tư cả nhà. Năm ổng dạch dạch chứ chụp luôn à. Mình quay không kịp nữa. Ổng chụp dính rồi mới kêu mình. Ổng dạch sơ đơn giản thôi cả nhà. Nhưng mà kiếm ếch tháng này mình phải dạch vậy cả nhà. Nó nằm rất là đơn giản. Tại nó ăn no nó vô nằm không cả nhà. Nãy gán đứng ở dưới nước sợ nó từ trên nó nhảy xuống. Năm đường con nữa rồi. Thì nó đi ăn. Ê, một con thứ tư này cả nhà. Nói chung ếch tháng này cũng trọng trọng không à. Cái này hỏi mới nhảy con bự. Nhảy kìa. Lá rồi. Đi tới bụi lá rồi Năm ơi. À, nước cạn gì dễ coi dấu dò ếch nhảy lên nhảy xuống cái nha. Mình đi dạch gì phải mình biết dấu dò ếch như cái nha. Còn dấu dò chuột thì nó khác. Dấu dò ếch nó khác nha. Thấy ai đi đạp nó bị ấy rồi. Chắc có người đi kiếm quá. Chắc vậy. Coi chừng nhảy xuống trước chỗ Quang á. Đây
lâu lắm rồi mình không ra clip săn bắt á cả nhà, thì tranh thủ bữa nay chủ nhật rảnh rồi mình ra clip săn bắt cho cả nhà xem ha. Nếu mà cắt lúa xong nữa kìa, mấy ếch nó xuống hết luôn nè. Bây giờ nó đang nằm trong lúa. Cường, hiện tại quê chưa cường cả nhà. Lúa còn xanh nha. Khoảng một tháng nữa mới cắt lúa cả nhà. Xanh cánh đồng mênh mông. Dậm sợ nó nhát á. Sợ nó nhảy ruộng. Bự á, Vinh nó chụp được con rắn cả nhà, phía xa xa đằng kia cả nhà, phía bên kia Vinh chưa, lấy luôn Vinh, con gì lấy con nấy. Rồi Vinh còn rắn nữa cả nhà, như rắn nước. Có gắn nước là sợ không có ớt á Vinh ơi. À, bỏ vô bao đi. Ý nhỏ quá Vinh ơi. Lấy không Nam? Nam ơi. Gắn lấy không? Thả đi. Thả đi Vinh ơi. Ờ, nhỏ. Cũng ăn được mà cái nhà còn nhỏ mà, cho nó đi đi. Tại... Ờ. Thả. Chỗ đóng này em nè. Năm năm chờ dưới nè. Đó, nó ở dưới chê dưới đống trà này nè. Thấy không? Lỗ nó bự không? Chờ đứng bên đây. Nó nằm ở trên trên đó. Lỗ nó bự cái tay này. Ờ cái đống này nè. Nè, nằm nha. Sao nó chùi lên đấy. Bỏ gắn luôn. Bỏ là nhỏ rồi. Gắn cũng nhỏ. Thôi bự dễ gì bỏ. Vinh ơi. Vinh ơi Nam ơi. Mới bự lên mà. Một con nữa, con thứ 5 cả nhà. Quan chụp Vinh luôn. Biết mà, nó nói ở đây mà. Sáng bỏ lên cái đi hả, dạch tiếp để không có tay chụp. Con thứ 5 cả nhà. Thấy dấu là dí liền. 5 kỹ lắm. Kỹ đâu, hồi nãy Năm bắt có một lá gì, hồi nãy Năm nó nằm dưới lá gì, có một nó trốn dưới lá, con đó nó đi ăn cái gì ấy. Con hồi nãy Quang chụp nó đi ăn cái gì ấy. Cột kỹ kỹ nha Quang, 5 con rồi đó nghe. Rồi cây bần đằng trước có ông có gì không Năm ơi? Ờ bà con à. Năm coi dưới nha. Năm ơi coi coi nghe, Năm nó trên này êm lắm nè. Ủa dạch gì mình không nhảy luôn Năm. Ừ. Dạch tới luôn trời. Nó hết muốn nhảy rồi. Năm coi dưới nha, đừng nó lên đừng nhảy gì nè. Coi cái dấu không á. À, mới có đoạn đường khoảng tầm 20 mét mà 5 con cả nha. Vinh ở bên kia nó đào nữa, biết đào gì bên bển, xa quá. Nãy giờ mình bắt bạ 2 con ha, còn nhiêu hang không à. Bà 2 con, còn 3 con vô hang không cái nha. Đào 3 hang. Ngồi đây luôn nè.
trên nó đó giấu lên nó coi như nó có phải ai giặt rồi nè. Mấy ngày luôn. Có cần khi nó động nó vô bụi lá không? Dính hả Vinh? Dính còn bên kia nữa cả nhà. Bự không Vinh? Nhỏ hả? Dính nữa cả nhà. Nãy giờ Vinh nó đào hang bên kia cả nhà. À, chiều cường cũng đang quay bên ông nằm như Hoàng đang bên này. Vinh thì coi bên kia xong cả nhà. Ăn được là lấy được rồi. Nói chung là ớt cái kinh này rất là nhiều cái nha, tại ít người ta kiếm cái nha. À, nếu mà lúa cắt xong nó là dồn xuống bờ kinh này hết luôn á. À, bây giờ lúa cũng chưa cắt á. Đâu bây giờ? Đâu? Ui, cỡ đó được rồi, bự rồi. Hàng hả? Hàng trắng. Da rồi, nước này. Cho mình nghe, hàng trong này. Nó ỉa nó đi rồi. Còn rồi ơi. Còn không? Bây giờ ăn ở ỉa ngoài mà. Ỉa ngoài hả? Ừ. Lấy xe ben lại Năm ơi. Đây, ben. Lấy cái xe ben lên. Nè cái nhà. Rồi. Sao bảy con chưa được cây số nữa nha cái nhà. Mới đi có chút xíu cái nhà. Mà ai mới giặt. Năm mới thấy dấu dội từ dưới lên á, chỗ đó đó. Thì anh em phát hiện một hang gắn biết gắn gì cái nhà. Gắn. À, để thử coi quăng nó đào thử coi. Thử coi nó còn nó ở hay không cái nhà. Coi dập ấy cho rồi nha. Cái gì vậy? Đi. Gắn nước còn. Gắn nước đây hả? Thấy chưa? Thấy vô hang này hả? Đấy. Gào, gào. Vô hả? Bự không? Bự lụm nó luôn. Bự à. Bự lụm luôn. Cái nào dưới dưới này phải không? Khoan, bắt cái nước nữa. Nước nữa. Nè, mấy thục cho cá chưa? Ở thục cho nó ra mấy. Nè. Hang sau không? Bự ơi. Bự hả? Đuôi kìa. Thấy rồi. Đuôi đi. Biết đâu. Khác á, khác nó lỗi bự chứ. Ừ, khoét ra. Biết đâu nó nằm đâu. Nằm dưới sông. Cái chuyện cái chuyện. Có nghe đuôi kìa. Không dám móc cái gì á. Coi kỹ. Nữa. Biết rồi, không biết là ở mấy con cứ. Tại vì nó cháu nè. Dính rồi. Ú, bự hơn con hồi nãy. Bự hết. Bự rồi. Lụp. Chưa vô mày. Bự con này bự cái nha. Chúng nó đập hấp nó. Còn cái hang kia không biết gắn gì nó ỉa tới chắc nha. Đó. Còn nữa cái nha. À, bắt ếch gặp gắn nước lụm luôn. À, bây giờ còn hang kia nó ăn chuột rồi nó ỉa ra ngoài hang luôn, không biết nó còn ở hay không, tại nước này nó cạn quá cái nhà, sợ nó ra. Rồi lúa chưa cắt nó sợ nó vô trong lúa. Cắn ớt không ta. Không đó. Dễ gì. Ừ, ở ngoài nó cắn thôi chứ. Ừ. Đó. Nửa bột rồi đó. Nãy biết gì lấy gắn kia luôn rồi trời. Gắn kia cũng trọng đây rồi. Nó ăn rồi bỏ. Kệ đi. Mấy con Năm đi tới đâu rồi? À, tới đó đó giấu con Năm nó đi dưới đó lên tới bờ gán đó đó. Chưa kiếm. Hang còn em không vậy? Còn hả? Coi gắn gì? Thầy tụ bắt tụ quay phim luôn à. Dạ. Chụp cống hay vậy? Chụp cơm á. Nó còn mới đúng không? Còn mới hả? Mới. À, dập dưới quay. Dập dưới đó, dập dưới chân đó. Cái này bự gì ta?
cắt rau muống bán hả chú? Quế có mấy cọng rau muống nè. Dạ. Hô hành chỉnh ký được đây. Hô hành là lắm bóng á. Nó này lắng dữ không? Biết sao thấy nó ăn nó ỉa rồi. Không biết nó còn nằm hay không. Hang ỉa ngoài á, không phải ỉa trong. Vinh đang hút kìa. Thấy nó ỉa ngoài chứ ỉa trong hang là bỏ rồi. Đâu anh xem hang coi. Vô ngay góc rồi. Ồ còn đi quê. Còn đi á. Còn giấu đi. Hang này cũng hơi sâu quá vậy. Xuống dưới. Hang nó ăn xuống quá. Thường thường gắn là nó ở là gì á. Nó không lên đâu. Còn xuống dưới không. Dưới một gắn hổ hành nó ở là nó ở hang cạch không. Dạ. Chú ổng đi vườn về ổng cũng ghé coi anh em mình kiếm ếch cái nhà. Nhanh lên. Chưa xuống xong. Con Vinh. Con. Ếch. Nhảy. Gồ. Ếch bự chà bá luôn. Trời. Mày vậy là ếch á. Hai con luôn hả? Đồ. Bự chợ bá vụ kia cái nha. Mò không mò? Dễ gì. Ồ, ớt to quá, tưởng gắn không cái nhà ơi. Vinh nó chụp không kịp. Sâu lắm, bỏ đi. Vinh nó chụp không kịp. Trời, nhảy ra hết hồn đâu biết gì đâu. Người Triều Cường cũng quay không kịp luôn. Vừa tắt máy nó nhảy ra luôn cái nhà. Ôi hang. Hang êm quá trời êm luôn. Đâu biết ngó đâu nó gắn thì tự gắn tàu bà đại rồi. Rồi đi tiếp. Lên leo luôn. Ờ. Tiếp cái nhà vụ nhảy xuống hai con. Nước còn nhiều quá phải nước cạn chút xíu mò dính rồi hai con đó. Nó uổng ghê con bự nữa, con trong hang con bự lắm. Anh Quang nó gắn đó, mình đâu có để ý đâu. Vinh nói hang kỳ là nghi rồi. Chứ tự nhiên thấy hang đang láng cái nó bắt tiền. Tưởng hang gắn nữa. Hết rồi. Luôn rồi đó. Còn hang. Nghĩ đạo bỏ luôn. Đặng nè. Cái năm lá này có hết đó. Coi dưới nha Nam. Năm bên đây nè. Gì đó. Mày cũng thấy đâu là cái vỏ trong đó đó trời. Giờ có hàng là có nó. Không gài, tính đi kéo, không gài vậy đó. Không kéo giờ dở lắm. Kéo giờ biết sao không? Nó vô hang không à. Nó ít ở bạ lắm. Nãy giờ mới vụt hai con luôn. Một chỗ hai con luôn vụt. Lượt một hai con. Đi tiếp đi. Giấu nó lên đây. Lớn. Còn mới vậy đây. Còn mới tin vậy. Con gọi đã đây nè. Này còn mới Vinh, đem đi đặt lại vô. Năm trời dưới ạ. Năm trời dục dưới Nam. Nhanh không? Không nhanh thì lên trên đây dạ. Chạy cho nhảy đi. Nhảy đi, năm còn ở dưới. Thì nó có hang vô hang không? Nó qua đống này đâu. Không có đâu, đống này trống rồi. Ba đó. Sợ đóng đó. Nè. Ô cái nhầy luôn à.
luôn bó rồi. Trời có nhầy luôn rồi nè. Trời ăn. Bỏ đi. Đóng dài lắm. Đóng tuốt ra tới ngày này. Mới đóng che thêm nè. Ôi đóng này là dạch đi bảo đảm hai ba con. Hả? Ở dưới chấm rồi ơi. Cho nằm ở dưới đi. Vô không? Giấu hả? Nè, len nè, lấy len không? Ờ, dạch từ từ á. Thấy dấu nhiều không? Dấu vô hàng này cũng lưỡng luôn mà. Này có cây nữa đó. À, có cây bịch đằng ở đây nè. Cây bịch đằng chào bá. Đã không nổi bỏ đi. Bịch đằng mà. Ngay cây bịch đằng chà bá luôn kìa. Anh hai dặm chơi đó anh. Coi nha. Lấy len hoặc hoặc cho nó. Hoặc. Tía. Một cái lóm con này. Thằng cá, thằng cá, thằng cá. Ây da. Đụ ngựa, ông nội ơi, bẻ ông bần rồi. Đụ ngựa. Coi nó bay kìa. Nó nằm dưới bụi tre. Đừng vô nữa nha, nhiều lắm á. Bị mũi rồi. Đi ra đi, 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 đi. Bây giờ dính sà beng trong đó lên nữa kìa. Trời ơi, coi nó bay kìa. Nó bay quá trời, giờ dính cái len ở trong kìa. Ngay ổ luôn. Thôi đừng dạch, ông bự lắm, ông một tổ ông bằng này nhiều lắm. Ủa ông gì chơi cháo trời. Sao lấy lẹn? Hả? Sao lấy lẹn? Đốt thì cháy bụi tre, cháy ấy luôn á. Rồi mình tắt máy mình lấy cái xe ben cái nhà quá trời ông rồi. Nãy giờ mình canh mới lấy cái xe ben được cái nhà. Nước xong rồi. Thấy hàng nữa dịch. Hàng nữa cái nhà. Cái này dở lên luôn á, sao đâu á. Nó rồi ông hai ổ đó đốt bỏ được không? Được, được đốt nó đi. Đóng mà dở lên luôn á. Đóng nhiều. Đóng bự lắm á. Có muôn đốt á. Gà chứ. Gà chứ chụp. Rồi bỏ vô không lắm lắm. Ê, hết bự, ê, bự lắm, bự, bự, bự. Vô đây con, vô đây con. Bự lắm nằm ui. Thuộc lấy nó nằm 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 nằm. Còn nít. Đen xì luôn nha. Để qua rồi phải không? Qua rồi, qua con rồi, qua con bự rồi. Không biết có quay dính hay không nữa. Lo quay gắn nước. Rồi. Qua đi. Qua đi dạch đi. Ở nằm sọt sọt khích khích qua đây chút xíu nằm. Nằm ơi. Ngay gốc cây cây xanh xanh anh em. Sợ nó chưa nhảy qua nè. Nhảy tới đâu nè? Tới đây nè, vô đống này nè. Thôi, nó bò từ. Ừ, để quen cái cảnh dưới. Rồi năm ơi. Hết rồi. Hết rồi năm ơi. Năm qua đây nè năm.
Ồ, nó khùn ha, sọt từ đó mà nó qua tới đây. Nhạch nói, nhỏ xíu à. Dễ nhạch đó, qua dưới mà. Nhảy từ đó qua vô ngay cái ổ mối này nè. Đường khoan nó bước lên, nó nhảy ngược. Không, không, để nằm xuống cái. Nằm xuống đây nè. Nhạch đi, con quan trời đó. Nó cho năm dạch ên chết năm luôn á. Chết đâu. Mới nhảy đấy. Bự lắm nha. Con nó bự lắm á. Nằm đóng nó xíu ha. Nằm xuống đó nằm. Lên đi. Ừ. Nhanh không? Nhìn ở đó đi. Ngay cái góc đó đó. Ừ, nó nhảy chỗ vô. Quan chờ quan. Quan chờ quan cho con chờ cái quan. Đó đây phải không phải con nha, đừng chụp con lo mừng nha. Đây còn chủ nó nữa đó. Có gì sọc sọc vậy? Cái gì Nam? Gì á? Không phải. Dưới đây nè. Khoan khoan tắt máy tiếp năm cái nhà để cái gì xuống á. Nó bò rồi. Nó bò rồi. Bò. Anh giặt vô trong anh coi là anh Năm dựng cái cây đó, Năm dựng đứng rồi Năm chờ đi Năm. Sao Năm chụp lại chụp Năm buông lại cây nó đè Năm lại đó. Nó đập đầu lại đó. Vinh coi kỹ nghe nhìn. Xuống mới xuống đó. Thấy nó chưa? Giật lại mạnh mạnh luôn đi. Giật sợ lắm. Cho nó tọt ra đi chụp nó. Bự lắm con này nghe. Không biết hồi nãy có quay dính nó nhảy qua hay không. Lật con Năm. Lật cái nốt luôn rồi. Úp trên đầu anh nó gì? Ê Năm, gãy cổ. Nó nằm ở đâu vậy trời? Xuống dưới luôn. Sợ xuống dưới á. Xuống dưới góc bận á vậy nè. Bự lắm á, không phải nhỏ đâu con này. Sợ đó, sợ nó nằm ở vùi thịt đấy nè. Đúng rồi. Nó ngồi nó không lỗ nữa kìa. Trên cũng quanh coi nghe. Nó đi trước mặt quan hoặc nó ở ngay góc này luôn nè. Lỡ nào thấy rồi mà làm mất nó. Nó nhát rồi, nó kiếm đường nhảy rồi đó. Tại nó nhảy từ kia qua mà. Nằm ngay chỗ trước quen. Có hang nó bò vô hang. Ừ. Không, ở đây không có đâu. Dịch đại đi. Nó dịch không nổi nữa chứ. Ăn mấy trăm mấy ngàn chứ gạo vậy. Ăn của tay mẹ luôn. Nằm lấy cái cây. Chỗ qua cây bằng kìa. Ừ. Đẩy nằm đẩy chút xíu nữa đi. Góc bằng bự nè. Trời, mẹ nó vẫn thấy. Coi chừng nhảy Vinh. Lo đó coi góc bằng đó. Má này nó cái bằng nó quýnh một cái. Có đâu. Nó nhẹ mà. Có 4-5 con này trong tục này cái. Cũng nằm gì thấy mới thấy còn chưa thấy nó ở đâu nữa nè. Thấy rõ ràng luôn mà chưa bắt được nữa. Quang nhập tới đâu rồi? Đây nè. Vừa tới chồng rồi. Ở dưới quen á. Nước chùa nổi hồi nãy. Thấy gì đó trời. Thôi con bự lắm, đừng nói ma chơi. Má tôi lấy cái cây đụng dở không nổi. Chứ có cây này nhỉ. Ô năm chục mười lại mắt. Thấy đâu? Nó nằm dưới đây nè. Ở tôi này mấy nhảy bả luôn. Trời nó nhảy qua mình coi thấy đàng hoàng lắm. Từ khi mình không thấy nó. Có thể hồi nãy quay dính. Bà quan nó la gắn lo quay gắn nó nhảy qua liền. Nó nhảy nó chùa nó. Cái gì đâu? Không thấy. Đổ đi. Nào nó quay ngược lại không? Không có ngược.
kìa nó nằm kìa, cái chỉ ở đâu kìa. Ê, đi đó, đi xuống dưới đó. Xuống dưới đó đó. Ồ, nó nằm vậy mà con không thấy, trời ơi. Vàng khè luôn. Dính cái này được không cơ? Được, 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 được. Nằm thấy không? Nằm dạch dạch đi. Nó xuống dưới rồi. Lấy chỉ nè. Khoan nha, để con vô dạch không? Khỏi, 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 để nằm dạch từ từ. Thấy nó rồi. Đừng coi bên đó đi. Thì anh coi nó đi. Ừ, nằm dạch vậy. Nó xuống dưới đó nha. Xuống đó đó. Chụp. Vinh. Bự lắm thấy không? Rửa đi. Dính rồi cả nhà. Biết lắm mà. Đó nó đó, con đó đó. Đúng rồi đó. Nó đó. Không nhanh bằng anh đâu. Ủa nó nằm trước mặt Nam luôn, Nam dòm hồi mới thấy cái mắt nó chùn luôn. Dính nữa rồi cả nhà. Nằm đó đó, biết mà chứ. Thấy nó nhảy qua gõ gàng. Nó cạn không nhảy. Coi nữa kìa, coi nữa kìa. Hết rồi Nam ơi. Thấy ôi, con đó. Ổ nhiều lắm mà. Con. Hồi nãy Nam lấy chỉa nhanh nó Nam đâm dính ở trên rồi đó. Đi, đi đi Nam ơi. Đi, đó, buông. Rồi tiếp tục cái nha. Thấy nhảy con được con còn. Mà nước này mò được luôn á, chỗ đó mò được, nhảy mò được á. Cạn nữa. Cây. Nó dùng cái gốc cây. Giờ lộ cái chuối gốc cây. Dưỡng gốc cây hả? Quay laptop hay gì lên hay gì vậy? Bên gì, YouTuber. Quay đăng lên. Dạ. Dính đâu? Vô rồi. Đụng vô nữa. Đụng hả? Đụng chưa? Đụng chưa? Quên quá. Cái giò nó vô đây nè. Đụng chưa? Đụng đảo trên. Coi chừng nó nhảy xuống dưới. Trời trời em ạ. Nhảy xuống dưới giò em á. Đó, phục hang rồi đó, phục hang. Ôi, ôi, ô, ôi vô bự chà bá luôn. Tới đâu rồi? Đó. Đi nữa rồi. Bự chà bá rồi trời. Thấy nó đi không? Bự chợ bá luôn. Công nhận. Anh chờ bên đây rồi. Ếch bự chợ bá. Bự lắm con đó. To cả nửa ký. Bự chợ bá luôn. Nhảy bạch bạch. Chập xuống đó là vô phương rồi. Hình như có nướng gì quạng quạng ở trên đó đó. Phương đó to mồm hả? Ừ. Có anh tít tít. Thiệt á. Bự lắm. Có anh tít tít là được rồi đó. Mò vô phương rồi. Nó chậm xuống hang rồi. Uổng quá nó bự. Để lên đây bỏ. Hồi vô cái nhà. Bự lắm. Vô cái bự ra. Con nào bắt cái, vụt là bự rồi.